mọi người trong video ngày hôm nay. Như đã đặt câu hỏi trên Instagram again, thì có một bạn phải câu hỏi trên Instagram ta. Nói chung mới là đã có một bạn recommend cho Lan Anh là Lan Anh hãy làm một cái bộ trang điểm cơ bản nhưng mà giá bình dân để cho mọi người có thể cùng mua được. Hoặc là các bạn có thể khởi đầu cái bộ sưu tập xa xỉ phẩm của mình với những món bình dân nhưng mà nó vẫn gọi là có chất lượng nhất. Thì hôm nay Lan Anh ở đây để share với các bạn những cái món sản phẩm mà Lan rất là yêu thích, đã xài rồi, đã mua lại lần thứ hai và Lan cảm thấy giá của nó, chất lượng của nó đi đôi với nhau nha. Đầu tiên là về kem lót. Thật sự đối với Lan Anh thì Lan không có dùng kem lót nhiều lắm, bởi vì Lan đa số thì dùng cushion nhiều hơn. Và cushion thì nó kiểu nó cũng đã tích hợp kem lót rồi á. Ở đây thì Lan sẽ có hai loại cushion cho các bạn lựa chọn. Có hai brand, thứ nhất là Essence và thứ hai là Lemonade. Thì Essence của VDIVOV thì cái này á là giá của nó tầm 200 mấy 300 nghìn. Đầu tiên á thì cái này nó sẽ có một cái tông màu tối hơn các loại cushion bình thường mà các bạn sẽ gặp phải. Trên tay Lan Anh là màu 23 là Deep Ivory rồi, thì nó còn có màu 25 và màu 27 nữa, cho nên rất là hợp với những bạn nào mà kiểu da ngăm á thì mua cái hãng này rất là ok. Cái finish của cái hãng này thì nó sẽ thuộc dạng hơi glowy nhẹ, hơi bóng ẩm nhẹ, nhưng mà khi mà các bạn đánh vào á thì nó có cái độ tự nhiên nhất định. Độ che phủ của nó tầm 65-80% thôi chứ không có được full coverage. Nhưng mà đối với Lan Anh á thì cushion này Lan thấy kìm dầu ok nha. Đương nhiên là sẽ dính ra khẩu trang rồi, dính lắm hết trơn á. Nhưng mà nếu các bạn phủ phấn kỹ á thì Lan nghĩ nó sẽ hạn chế được phần nào đó cái chuyện mà dây dính ra khẩu trang. Theo kinh nghiệm của Lan Anh á thì thật sự cũng có lớp nào mà không dính ra khẩu trang hết đâu các bạn. Thứ hai là Lemonade của Việt Nam. Thì Lemonade đã ra ba loại cushion như cái video trước mà Lan Anh đã có share rồi á. Đã dùng qua ba cái thì Lan Anh thích cái mới nhất là cái Super Matte Cushion nhiều hơn. Thứ nhất là nó có thêm niacinamide là một cái thành phần dành cho da mụn, dầu mụn á, thì các bạn nào mà da dầu mụn hoặc là da nhạy cảm dùng cái này có vẻ thích hơn là hai loại kia. Và Lan thấy á là cái độ che phủ của cái cushion mới này nó ổn hơn và nó nhiều hơn là hai cái loại cũ rất là nhiều. Nó có thể build lên tới được tới full coverage luôn nếu các bạn ấn nhiều hoặc là build nhiều lớp. Nhưng mà cái finish của nó không phải là super matte đâu mọi người, nó sẽ bóng, nó sẽ ẩm ở trên da của mọi người. Nếu các bạn dùng thêm kem lót hoặc là kem chống nắng mà hơi ẩm giống Lan Anh đó thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hơi bóng nữa, và đương nhiên là mình sẽ cần thêm phấn phủ. Nhưng mà Lan Anh thấy là cái cushion này rất là hợp với thời tiết Việt Nam và nó có ba tông màu cho các bạn lựa chọn. Lan nghĩ là mình vẫn cần thêm nhiều cái tông màu tối hơn nữa, tại vì cái tông màu số 3 của cái Lemonade đó thì Lan vẫn thấy nó vẫn hơi sáng hơn so với những bạn có làn da ngăm ở Việt Nam. Nhưng mà đối với giá thì Lan thấy ok rồi. Tiếp theo tới phấn phủ á, thì thật ra Lan là một người có da khô cho nên Lan không có thích xài phấn phủ cho lắm. Nhưng mà đó giờ Lan cũng chỉ xài có một loại của Eclipse thôi. Cái này là phiên bản giới hạn, còn cái bình thường của nó là màu đen á, cái Plur á. Thì cái này dễ thương ha, nhưng mà hình như là Eclipse Việt Nam hết bán rồi. Nếu các bạn muốn mua thì các bạn phải mua hàng xách tay. Cái độ che phủ của cái phấn phủ này rất là xịn, nó kìm dầu cũng rất là tốt nữa. Nó có thêm độ che phủ cho nên nếu mà các bạn có bị dính ra khẩu trang á thì các bạn vẫn có thể đem theo hũ phấn phủ này và các bạn tới sắp lên. Và đương nhiên là mình đừng có đánh một cái lớp dày quá, mình chỉ nên tới sắp bằng những gì còn sót lại ở trên mút thôi, để cho lớp nền của mình không bị móc, không bị dày hen. Tiếp theo rồi mình sẽ nói về tất cả các loại phấn đi. Phấn tạo khối thì đây là cái hộp thứ hai của Lan rồi. Đây là Too Cool For School Atlas Shading. Thì thường là nó sẽ có 3 màu như thế này, nó tên là Modern. Nó sẽ có 3 màu như thế này. Thì thường là lúc mà đánh tạo khối toàn mặt thì mình sẽ mix hết 3 màu này lại với nhau. Và khi mà tạo khối mũi thì Lan Anh sẽ hay dùng cái màu ở giữa. Và phấn này thì Lan Anh thấy là nó không quá xám so với người Việt Nam, và nó cũng không quá nâu để cho mình bị kiểu cảm giác hơi buồn buồn ở trên mặt thì không có, hoặc là hơi cam cam giống như Donald Trump thì cũng không có luôn. Đây là một cái tông màu rất là phù hợp, và để tạo khối mũi thì rất là ổn, nó tự nhiên, nhẹ nhàng và giữ ở trên da tầm 6 tiếng thì sẽ bay hết. Cho nên là nếu mà muốn các bạn muốn giữ nguyên một ngày dài thì các bạn phải dặm thêm kem tạo khối ở dưới nữa, nhưng mà cái đó kiểu như là nâng cao quá rồi đúng không, cũng cần thiết. Tiếp theo là phấn mắt. Thì phấn mắt cũng có rất là nhiều hãng của Âu Mỹ hoặc là của Hàn, nhưng mà nếu mà mua Âu Mỹ thì mình phải mua xách tay. Thì Lan Anh có hơi hướng lựa chọn mua ở những cái cửa hàng nào mà đã bán chính hãng nhiều hơn, thì Lan Anh chọn Mercy là một cái hãng của Hàn. Thì phấn mắt của Hàn đa số đó giờ Lan Anh thấy nó hơi kiểu nhạt nhẽo á, nhưng mà cái bản
này thì Lan thấy khắc phục được cái sự nhạt nhẽo đó. Nó lên màu khá là đậm. Tuy nhiên cái hạt phấn của nó khá là to và nó rơi ra khá là nhiều nha. Nhưng mà rất là phù hợp với những bạn nào mới bắt đầu tập makeup, tại vì các bạn sẽ có thể đánh từ từ từng lớp lên và nó sẽ không bị quá đậm, để mà có thể bị lố tay nhìn như ai đánh bằng mắt gì đó thì cái này không bị, và có thể build lên đậm nhất có thể. Khi mà mua các bạn bốn màu này thì mình có thể đánh kiểu ombre giống hôm nay Lan Anh đánh, hoặc là đánh kiểu đuôi kéo dài ra thì cũng ok. Còn đối với Lan thấy cái màu nhũ này thì nó hơi khô và cái hạt nhũ của nó hơi rớt so với cái sở thích của Lan Anh. Lan thấy cái hạt nhũ nó nhuyễn và nó sáng hơn nữa. Nhưng mà nhìn chung đối với một bản mắt 100 mấy chục ngàn cho một cái sự hàng ngày như thế này á thì Lan thấy ổn. Tiếp theo là mình sẽ tới những cái màu sắc ở trên mặt như là má hồng đi. Má hồng các bạn có thể mua phấn dạng bột hoặc là má hồng dạng kem tùy các bạn. Thì Lan Anh lúc nào cũng thích dạng kem hơn bởi vì nó bám lâu hơn. Nhưng mà tuyệt nhiên nếu mà các bạn có lỗ chân lông to hoặc là da của các bạn dầu á thì Lan không thích các bạn dùng những cái sản phẩm dạng kem như thế này, bởi vì nó sẽ làm cho khuyết điểm của mình lộ ra và nó kiểu hơi bóng và nó sẽ không kìm vào được cho mình. Trong cái video này thì Lan Anh sẽ đánh cái kem này đè lên cái lớp phấn phủ, tại vì Lan muốn cái sự hòa quyện giữa phấn với lại kem với nhau á, thì các bạn làm như vậy cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn có một cái lớp sừng trên da dày chưa có tẩy tế bào chết thì nó sẽ làm lộ khuyết điểm là cái kem nền của mình dễ bị mốc. Lan Anh luôn chọn Sunny Face tại vì cái lượng kem của nó vừa phải chứ không bị quá nhiều như các loại má kem khác, kiểu mình chỉ cần một chấm nhỏ thôi là đủ cho cái má kem rồi. Và Lan thấy lấy hai cái màu này, Lan Anh mua cái màu là màu biscuit là cam đất, còn cái màu này là màu cam đào, thì hai cái màu này rất là hợp với lại nhiều tông da khác nhau và hợp với lại nhiều cái makeup khác nhau, thì tùy mọi người thôi. Cái này thì tầm 200 mấy, một có thể làm màu mắt luôn, tùy mọi người luôn. Và nó rất là nhỏ gọn, có thể bỏ vào giỏ để đem theo tới sạch. Có gương nữa nha mọi người, đây là một điểm cộng, có gương. Cái này thì không có gương nên phải có cái gương kèm theo. Nice. Highlighter thật sự thì Lan thấy thì cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng mà nếu các bạn muốn khuôn mặt của bạn kiểu hài hòa và nó có một cái điểm nhấn gì đó ở trên mũi hoặc là đầu mắt á, thì mình có thể mua những cái dạng này. Thì cái này lúc mà Lan Anh nhờ bé trợ lý đi mua thì nó đã hết cái màu số 2 rồi. Lan thấy cái màu số 2 đẹp hơn. Cái màu số 1 này thì hợp với lại nhiều kiểu makeup nhất, nhưng mà nó sẽ không hợp với những bạn nào có làn da ngăm, tại vì nó sẽ hơi sáng quá, hơi trắng quá á. Và cái hạt nhũ của cái này thì Lan Anh thấy nó cũng nhẹ nhàng vừa phải, nó không quá to. Nếu mà hạt nhũ to thì nó sẽ kiểu bling bling lên như là holiday vậy á, thì nó sẽ không hợp với hàng ngày. Còn cái này đang ở trên sóng mũi của Lan này rất là đẹp. Và khi mà các bạn chỉ cần mua cái hộp highlight thôi, các bạn có thể đánh kiểu 10 năm luôn á, tại vì mỗi lần mình đánh chỉ có nhấn thôi à. Còn một cái nền nữa, ở đây Lan có 3 option cho mọi người. Đầu tiên là cái cây này. Cái cây này thì đối với Lan Anh nó không có che được gì nhiều cho lắm, nhưng mà nó sẽ hợp với những bạn nào mà có cái ở dưới mắt không quá khô, tại vì đánh cái này thì Lan dễ bị kiểu khắc khi dưới mắt lắm. Thì Lan thấy nó không hợp với lại cái đầu mút này, Lan thấy nó cũng không vệ sinh cho lắm nha mọi người. Nó cứ chọc chọc như vậy. Nhưng mà cái này vẫn là một cái old school, gọi là một cái basic nhất mà các bạn có thể thử. Thứ hai cũng đến từ Maybelline, đó chính là cây Fit Me. Thì cây Fit Me nó sẽ mỏng hơn là cái cây này nữa nha mọi người. Nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà có ít khuyết điểm như da của Lan Anh thôi. Cái này che mụn không có được, nhưng mà nó có rất là nhiều tông màu, đa dạng tông màu cho mọi người lựa chọn. Và cái độ mỏng của nó khiến cho mắt của mình không có bị kiểu crease hằn ở dưới những cái đường nếp nhăn của mắt. Nếu các bạn có làn da mỏng, ít khuyết điểm và da dễ khô giống Lan Anh thì mua cái này. Cái này hình như có 100 mấy à. Tiếp theo, bự nhất và nó cũng là chỉ đại của che khuyết điểm, đó chính là L'Oreal Infallible. Thì cái dòng Infallible của L'Oreal là kiểu dạng nó full coverage luôn á. Cái này thì giống như là dupe của Tarte thì vậy á. Các bạn coi cái này nè, nó bự lắm và cái này nó rất là dày, cho nên là mỗi lần dùng thì mình tán một chiếu chiếu thôi. Nhưng mà cái này che mụn rất là tốt nha. Da của bạn có nhiều khuyết điểm cần che mụn và các bạn muốn kiểu nó flawless luôn á, nó không còn một cái đường nếp nhăn hay là quầng thâm nào, thì các bạn hãy dùng cây này. Nhưng mà cây này thì hơi khô nha mọi người. Cái kẻ lông mày các bạn có thể mua The Face Shop hoặc Innisfree dưới 100.000, nhưng mà nó có những gì mình cần. Thứ nhất là đầu spoolie để chải, thứ hai là đầu vát để có thể dễ dàng kẻ hơn. Thì hai cái màu này thì Lan thấy nó có những cái màu xám nâu hoặc là xám đen rất là hợp với những bạn nào mà để tóc đen như Lan Anh á. Thì Lan cũng muốn giới thiệu với lại cây lông mày nhất, nhưng mà cây lông mày Lan Anh nói nhiều quá rồi, Lan cũng không muốn nói nhiều trong video này nữa. Thì nếu mà các bạn theo xu hướng tự nhiên á, makeup tự nhiên hàng ngày, hoặc là các bạn đã có nhiều lông mày rồi thì các bạn mua cây này. Còn nếu mà các bạn ít lông mày thì các bạn có thể mua phải sợi, mua Laminate để các bạn có thể gãy thêm và làm cho lông mày của mình đậm thêm thì cũng ok. Mascara.
mascara thì là một thứ duy nhất là anh khuyên các bạn không nên mua hay làm gì, tại vì mua Drugstar là giá bình dân rất là ok rồi. Thì hồi đó thì Lan rất là thích của Lily Barret, nhưng mà Lily Barret một cây cũng 300.000, 380.000 thì Lan thấy nó cũng không có bình dân cho lắm, cho nên Lan quay về với Laminette, và đây là cây thứ hai của Lan Anh. Các bạn thấy nó tơi như rắn bị giả gì đó thì không thể nào mà không có gì phải review thêm rồi, và nó không có trôi khi mà gặp nước, mình phải tẩy trang kỹ nha mọi người, chứ thôi là nó đậm đen thui trên mắt luôn á. Còn một cây eyeliner nữa thì Lan cũng rất là thích eyeliner của Lily Barret, nhưng mà Lily Barret thì tới 200 mấy lận, thì cái cây này của Merzy thì dưới 200.000 thôi, nhưng mà Lan thấy là kẻ rất là ok luôn á. Tuy là Lan chưa test được cái độ lâu trôi của nó hoặc là cái độ chống nước của nó, nhưng mà kẻ rất là êm, nó không có bị kiểu mực flaky á, kiểu như là sao nó bị giật ở trên mắt á, nhưng mà đi một cái đường rất là đẹp. Và Lan Anh thường thì sẽ hay mua màu nâu đậm chứ không mua màu đen hoặc là màu nâu sáng, vì cái phong cách của Lan thường thì cũng chỉ nhẹ nhàng như thế này thôi. Nhưng mà có điểm trừ nha, thiết kế này nó lạ quá mọi người, nó không tím hết, nó không nâu hết, mình vừa nâu vừa tím á, nó kỳ lắm. Nhưng mà rất là recommend mọi người mua cây này của Merzy nha. Tiếp theo là son đi, thì son các bạn có thể có vô vàn sự lựa chọn từ những cái video mà Lan đã swatch, hoặc là Lan có bộ sưu tập mới ra của Merzy là bộ sưu tập noir, bộ sưu tập đen huyền bí của Merzy. Thì Lan thấy cái tinh thần của bộ sưu tập này rất là khác so với những gì mà hãng đã đề ra, kiểu như là nó khiến cho mình cảm thấy quyền quý, cao sang hơn và có cá tính hơn, mạnh mẽ hơn á, như một phụ nữ. Đợt này Lan thấy là Merzy ra son thỏi, thì Lan có kết hợp son thỏi và để son tin ở trong video này ở trên môi của Lan Anh là màu hồng đất với lại màu cam đất gạch. Thì Lan thấy sự kết hợp này cũng khá là hay, và cái sự không có mùi của nó là một điểm cộng rất lớn cho bộ sưu tập lần này của Merzy, bộ son thỏi nha. Còn son tin thì vẫn có mùi, thì cái này là velvet tin, thì cũng giống như là những cái bộ son khác của Merzy, chỉ có khác cái thiết kế và những cái màu son ở trong đó thôi. Thì nếu mà các bạn thích, các Lan Anh sẽ swatch full bộ này cho các bạn. À không có full bộ, tại Lan Anh được gửi có 3 màu thôi. Đó, thì nếu mà các bạn thích thì các bạn để lại comment ở bên dưới để Lan Anh làm video. Còn nếu không thì các bạn có thể mua Romaine nè, Ophelia nè, Appeal nè, Maybelline, L'Oreal. Đây là bộ son mới của L'Oreal và Lan Anh thấy rất là thích chiếc son này, trừ cái mùi của nó thôi, còn lại thì Lan Anh đều thích hết. Và Lan Anh sẽ sớm ra cái video swatch bộ son này. Mấy thấy thương không? Nó siêu thương luôn á. Và cái tên gọi là chiffon á, trời ơi, nghe nó rất là bồng bềnh, nghe nó rất là mây á. Đó, và những cái màu này rất là đẹp nha, bật mí. Đó là những gì mà Lan muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Còn về cọ với lại mút á, thì Lan nói như thế này, mút thì các bạn có thể dùng mút ở Cushion luôn, các bạn không cần phải tốn thêm tiền mua một cái mút này để làm gì nếu các bạn không có trang điểm nhiều và không có trang điểm chuyên nghiệp. Còn với cọ á, Lan Anh cũng thấy là các bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn giá rẻ ở trên Shopee hoặc Lazada về các thị trường cọ nội địa Trung hoặc là các cọ xuất khẩu. Nhưng mà đối với Lan Anh đầu tư một bộ cọ thì mình sẽ xài được tầm 3-4 năm luôn á, thì các chi phí đầu tư ban đầu nó sẽ không có lớn so với những gì mình nhận được từ một bộ cọ tốt, nó không bị rụng lông nha mọi người. Thì Lan Anh thường sẽ hay xài cọ của Morphe nhất, nhưng mà những cái bộ mà Lan Anh xài á thì nó sold out hết rồi. Lan Anh sẽ kiếm hai bộ mà Lan Anh thấy hợp với những bạn nào beginner nhất và giá rẻ nhất, thì Lan Anh sẽ để ở dưới, nếu các bạn muốn order thì Lan Anh sẽ có thể nhận order cho các bạn nha. Và đó là hết video ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. Bye bye.